sư đoàn chủ tịch. Thì sau đây tôi sẽ đại diện cho nhóm tác giả, gồm có tôi và phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Hải, sẽ tiếp cận một cái khía cạnh khác, tiếp cận về một cái khía cạnh pháp lý đối với cái việc cấp phép sử dụng đối với tài nguyên giáo dục mở. Thì tài nguyên giáo dục mở thì sẽ được bảo hộ dưới cái tư cách đó là các cái tác phẩm. Và theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ thì có 3 loại quyền, đó là quyền tác giả và quyền liên quan. Ở đây thì chúng tôi sẽ không sử dụng cái thuật ngữ đó là bản quyền hoặc là bản quyền tác giả, bởi vì là theo quy định của pháp luật thì người ta sử dụng cái thuật ngữ đó là quyền tác giả và quyền liên quan. Cái thứ hai, trong quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ thì cái quyền nhánh quyền thứ hai bao gồm quyền sở hữu công nghiệp, và cái nhánh quyền thứ ba đó là quyền đối với giống cây trồng. Thì cái bài của chúng tôi sẽ tiếp cận với danh nghĩa đó là quyền tác giả. Về các công ước quốc tế về quyền tác giả thì bao gồm có công ước Bơn, đó là về bảo hộ các tác phẩm văn học nghệ thuật. Và điều 2 của công ước Bơn cũng giống như là cái điều 14 của luật sở hữu trí tuệ Việt Nam thì đã chỉ liệt kê thế nào là các loại hình tác phẩm và không định nghĩa thế nào là một tác phẩm. Vậy thì sẽ dẫn đến cái việc đó là có những cái loại hình tác phẩm ra đời sau sẽ không được đề cập đến cái trong các văn bản quy định pháp lý này, đó là chương trình máy tính. Chương trình máy tính thì không được đề cập trong công ước Bơn vào năm 1886. Và cái thứ hai là chương trình máy tính thì trong luật sở hữu trí tuệ Việt Nam có đề cập được bảo hộ với cái tư cách đó là tác phẩm văn học. Nhưng mà một điều rằng là chương trình máy tính cũng có thể được bảo hộ dưới tư cách đó là một sáng chế. Và sáng chế thì lại được bảo hộ dưới danh nghĩa đó là quyền sở hữu công nghiệp chứ không phải quyền tác giả. Vậy thì để khắc phục những cái bất cập này thì có một cái quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng chế của Cục Sở hữu trí tuệ ban hành. Thì họ đã cho phép là chương trình máy tính có thể được bảo hộ dưới danh nghĩa đó là một sáng chế nếu nó là một cái giải pháp kỹ thuật. Và Internet ra đời thì dẫn đến những cái việc đó là tác giả có thể công bố các cái tác phẩm của mình một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất tới người đọc. Nhưng mà nó cũng dẫn theo những cái việc đó là việc sao chép trái phép cũng dẫn tới cái việc là phát tán trái phép các cái tác phẩm. Vậy thì từ cái việc sao chép phát tán những cái tác phẩm một cách trái phép thì dẫn đến cái việc đó là xâm phạm quyền công bố tác phẩm, xâm phạm đến cái quyền tài sản của chủ sở hữu tác phẩm và xâm phạm đến sự bảo vệ, quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm. Vậy thì chúng tôi nhận thấy rằng là khoa học và công nghệ thì ngày càng phát triển, dẫn đến cái việc mà truy cập mở cũng như là tài nguyên giáo dục mở đã có một cái sức ảnh hưởng rất là to lớn. Vậy thì các quy định của pháp luật sẽ điều chỉnh hai cái đối tượng này như thế nào? Vậy thì chúng tôi khảo sát đến các cái quy định quốc tế về truy cập mở. Thì hiện tại thì có 4 văn bản pháp luật quốc tế về truy cập mở, đó là sáng kiến Budapest, tuyên bố Bethesda, tuyên bố Berlin và quy định của OECD về truy cập mở. Vì thời hạn của cái bài báo cáo không cho phép nên là quý vị có thể đón đọc cái những cái phân tích về những cái quy định của pháp luật quốc tế theo 4 cái công ước này ở trong cái bài toàn văn của chúng tôi. Và trong cái bài phát biểu của chúng tôi thì chúng tôi sẽ đề cập đến các cái quy định của pháp luật Việt Nam, phân tích những cái rào cản của pháp luật Việt Nam về truy cập mở và tài nguyên giáo dục mở. Theo khảo sát của chúng tôi thì pháp luật Việt Nam về truy cập mở và tài nguyên giáo dục mở thì được bảo hộ theo quyền tác giả. Và hiện tại thì chưa có một quy định trực tiếp nào về truy cập mở cũng như là tài nguyên giáo dục mở. Và các quy định hiện tại của pháp luật Việt Nam về quyền tác giả thì lại có các cái truy cập mở và tài nguyên giáo dục mở. Cụ thể chúng ta sẽ tìm hiểu từng cái quy định một. Thứ nhất là về khái niệm quyền tác giả. Điều 4 khoản 2 của luật sở hữu trí tuệ
thì quy định rằng là quyền tác giả là quyền của tổ chức cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo hoặc sở hữu. Quý vị nhìn lên slide giúp tôi ạ, có hai cái từ mà tôi gạch chân, đó là từ sáng tạo hoặc là sở hữu. Cái từ sáng tạo này thì người mà trực tiếp sáng tạo nên tác phẩm được gọi là tác giả, còn người mà sở hữu tác phẩm sẽ được gọi là chủ sở hữu tác phẩm. Và pháp luật quy định là người trực tiếp sáng tạo nên tác phẩm là tác giả. Ví dụ như là có thể viết lên một quyển giáo trình hoặc là vẽ lên một cái bản, một cái bức tranh chẳng hạn, thì đấy là tác giả của quyển giáo trình hoặc là bức tranh. Còn người sở hữu cái tác phẩm đấy thì là người đầu tư các cái phương tiện về tài chính, cơ sở vật chất, kỹ thuật, thì những cái người này sẽ là chủ sở hữu tác phẩm. Vậy thì tác giả và chủ sở hữu tác phẩm sẽ có những cái quyền gì? Quyền tác giả thì phân làm hai cái loại quyền, đó là quyền nhân thân và quyền tài sản. Trong quyền nhân thân thì lại phân ra hai cái loại quyền, đó là quyền nhân thân có thể chuyển giao và quyền nhân thân không thể chuyển giao. Quý vị nhìn lên slide giúp tôi ạ. Quyền nhân thân không thể chuyển giao thì bao gồm ba quyền nhỏ. Quyền thứ nhất đó là quyền đặt tên cho tác phẩm. Tức là tác giả có quyền đặt tên cho tác phẩm. Ví dụ Nam Cao viết Chí Phèo thì có quyền đặt tên cho cái tác phẩm văn học của mình, đó là Chí Phèo. Thứ hai đó là quyền đứng tên cho tác phẩm. Tức là khi mà chúng ta nói đến Chí Phèo thì chúng ta phải nhắc đến Nam Cao. Và cái quyền thứ ba đó là quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm. Tức là những người mà tạo nên tác phẩm sẽ không cho người khác sửa chữa, cắt xén cái tác phẩm của mình. Thì đấy là ba cái quyền nhân thân không thể chuyển giao. Và ba cái quyền nhân thân không thể chuyển giao này thì sẽ thuộc về tác giả, tức là người sáng tạo nên tác phẩm. Còn tiếp theo đó là quyền nhân thân có thể chuyển giao. Thì cái quyền nhân thân có thể chuyển giao này bao gồm là cái quyền công bố tác phẩm và cho phép người khác công bố tác phẩm. Và cái nhánh quyền tiếp theo, quyền tác giả, đó là quyền tài sản. Thì cái quyền tài sản này bao gồm 6 cái quyền nhỏ quy định ở trong điều 20 của luật sở hữu trí tuệ. Thì trong cái quyền tài sản này thì có cái quyền mà chúng ta hay quan tâm, đó là quyền làm tác phẩm vệ sinh, ví dụ như là làm các tác phẩm dịch. Hoặc là cái quyền mà tôi bôi đỏ ở đây, đó là cái quyền sao chép tác phẩm quy định ở điều 20 khoảng 1 điểm C của luật sở hữu trí tuệ. Thì tất cả cái quyền nhân thân có thể chuyển giao và quyền tài sản này thì thuộc về chủ sở hữu tác phẩm. Như vậy thì có thể tác giả và chủ sở hữu tác phẩm là hai người khác nhau. Ví dụ như là trường Đại học Thăng Long đứng ra ký một cái hợp đồng cho một tác giả viết một quyển giáo trình. Thì khi mà hợp đồng được thanh lý, tức là được viết xong, tác phẩm được viết xong, thì trường Đại học Thăng Long sẽ là chủ sở hữu của cái tác phẩm, tức là cái quyển giáo trình này. Còn người viết ra cái quyển giáo trình này chỉ có cái quyền tác giả. Đó, mà cụ thể đó là các quyền nhân thân không thể chuyển giao như tôi đã đề cập, đó là quyền đặt tên, đứng tên và quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm. Vậy thì với cái quy định đó là nếu tác giả và chủ sở hữu tác phẩm không là một thì sẽ có những cái rào cản gì từ phía pháp luật? Thì truy cập mở và tài nguyên giáo dục mở thì lại chủ yếu đề cập đến hai cái quyền, đó là quyền công bố và quyền sao chép. Và như tôi đã đề cập thì cái quyền công bố này nó thuộc về cái quyền nhân thân có thể chuyển giao. Và quyền sao chép này thì nó là cái một trong sáu cái loại quyền tài sản đấy ạ. Thì cái quyền công bố và quyền sao chép này thì nó sẽ đều thuộc về chủ sở hữu tác phẩm. Tức là cái người đầu tư ra cái cơ sở vật chất, kỹ thuật, rồi đầu tư về mặt tài chính để tạo nên tác phẩm. Còn nếu mà tác giả không đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm thì sẽ không được có cái quyền công bố và quyền sao chép, tức là sẽ không được công bố cái tác phẩm của mình trên cái tài nguyên giáo dục mở. Đấy là cái rào cản thứ nhất cho những cái người mà là tác giả mà không đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm. Cái rào cản thứ hai mà có thể nói đó là cái rào cản lớn nhất, mà tôi nghĩ là lớn nhất dành cho phía thư viện, những người làm thư viện. Cái rào cản này thì nó được quy định ở trong một cái nghị định hướng dẫn cái luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả. Trước đây thì nó là nghị định 100 năm 2006. Cái quy định này nó đã có từ năm 2006.
Và đến năm 2018 thì sửa đổi cái nghị định 100 này bằng cái nghị định 22. Thì cái nghị định 22 này nó vẫn kế thừa cái quy định này. Và nó được quy định ở điều 22 khoản 2. Sau đây tôi xin phép là đọc nguyên văn cái điều này và sẽ phân tích cho quý vị thấy là cái bất cập ở đây là cái gì. Nó gồm hai phần. Phần thứ nhất, sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu là việc sao chép không quá một bản. Với quy định pháp luật này thì người ta quy định rằng là thư viện có quyền sao chép tác phẩm để lưu trữ trong cái thư viện của mình, nhưng chỉ được một bản duy nhất. Phần thứ hai mà tôi bôi đậm vào gạch chân đó là thư viện không được sao chép và phân phối bản sao của tác phẩm tới công chúng, kể cả bản sao kỹ thuật số. Thế thì cái quy định này nó là cái rào cản. Tôi nghĩ là những người làm thư viện cần lưu ý ạ. Bởi vì là thư viện chỉ được lưu trữ một bản tại trong thư viện thôi, nhưng họ, thư viện lại không được phân phối bản sao đấy tới công chúng. Tức là kể cả phân phối một bản duy nhất cho một độc giả duy nhất cũng không được phép. Và cái việc phân phối bản sao này bao gồm cả cái bản sao trên cái môi trường kỹ thuật số. Vậy thì người đọc, người sử dụng sẽ phải tiếp cận như thế nào khi mà thư viện không được quyền phân phối như thế này? Thế thì lại có một cái quy định nữa về việc sao chép tác phẩm. Thì cái quy định này nó là ở điều 25 điểm A luật sở hữu trí tuệ. Cái quy định này dành cho cá nhân. Cá nhân được quyền tự sao chép một bản nhằm mục đích phi thương mại, tức là cái mục đích gì? Học tập, nghiên cứu, giảng dạy mà không cần phải xin phép và cũng không cần phải trả nhuận bút thù lao. Và thực ra thì người ta trong luật người ta không hướng dẫn thế nào là tự sao chép. Thì có lẽ tôi nghĩ rằng là cái việc tự sao chép này nó lại có một cái ẩn ý rằng là cái việc tự sao chép này có khi là chúng ta không dùng đến cái máy photocopy rồi. Máy photocopy ở ngoài hàng thì vẫn có thể là bị các cái cơ quan chức năng, những cái nhà, những cơ quan quản lý á, người ta có thể xử phạt những cái hàng photocopy nếu mà sao chép trái phép. Vậy thì nếu mà cá nhân ở đây có quyền tự sao chép một bản mà họ đến thư viện thì thư viện lại không có quyền phân phối, tức là không có quyền đưa cái bản một cái quyển giáo trình chẳng hạn cho họ để họ tự đi sao chép, thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm gì? Không có quyền đưa cái bản sao của giáo trình này cho cái người mà người đọc đi tự đi sao chép, thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm gì ạ? Ngoài ra thì pháp luật, chính bản thân cái pháp luật sở trí tuệ hay là cái pháp luật về quyền tác giả này, trong cái quy định này thì nó cũng có một cái mâu thuẫn nữa, mâu thuẫn nội tại. Đó là cái quyền tự sao chép của cá nhân. Và cái quyền tự sao chép của cá nhân thì sẽ không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường của tác phẩm. Giả dụ rằng là các nhà xuất bản in sách hoặc là in các cái quyển giáo trình để bán. Nếu mà pháp luật người ta quy định rằng cá nhân có quyền tự sao chép một bản, tức là các sinh viên có thể tự sao chép một bản các cái quyển giáo trình đấy, vậy thì sinh viên cần gì phải đi mua giáo trình nữa? Vậy thì có phải là ảnh hưởng đến cái việc khai thác bình thường của các cái nhà xuất bản hay không ạ? Thì tôi nghĩ đây cũng là một cái mâu thuẫn từ phía pháp luật mà chúng ta chắc chắn là trong cái thời gian tới, nếu mà chúng ta có sửa đổi luật sở hữu trí tuệ để đáp ứng cái yêu cầu khi gia nhập cái hiệp định CPTPP thì chúng ta sẽ cần phải sửa đổi cái quy định này. Môi trường truyền thống thì cái việc công bố một cái tác phẩm thì có thể không đồng nghĩa hoặc là không gắn với cái việc là sao chép tác phẩm. Tức là các anh chị có 10 quyển sách ở trên tay, nếu mà các anh chị công bố đây là tôi là cái chủ sở hữu hoặc là tôi là tác giả của cái quyển sách này thì không có nghĩa là người khác cũng có thể sao chép được cái quyển sách hay quyển giáo trình của các anh chị. Nhưng nếu mà ở trong môi trường kỹ thuật số thì cái quyền công bố tác phẩm nó có thể gắn luôn với việc sao chép tác phẩm.
Tức là các anh chị đưa một cái tác phẩm của mình lên mạng Internet thì ngay lập tức có thể khoảng vài giây sau thì những cái người sao chép cái tác phẩm của các anh chị có thể download về máy tính của các anh chị được luôn. Và có thể các anh chị nghĩ rằng cái việc công bố cái tác phẩm của mình trên mạng Internet là tôi chỉ công bố thôi, tôi không muốn người khác sao chép, thì cái việc mà các anh chị không thể ngăn chặn được cái việc người khác sao chép cái tác phẩm của các anh chị khi mà công bố trên mạng Internet, bởi vì là cái khả năng lan truyền vô tận của cái việc công bố một tác phẩm trên mạng. Vậy thì có thể một trong những cái lý do mà cái điều 22 khoản 2 về cái việc ngăn cấm thư viện gọi là phân phối bản sao của tác phẩm tới công chúng thì nó xuất phát từ cái việc đó là cái việc sao chép trên cái môi trường kỹ thuật số nó quá nhiều, nó quá nhanh và không thể kiểm soát được. Nên là tôi nghĩ rằng là các nhà làm luật căn cứ vào cái lý do này để có thể đưa ra cái quy định ở điều 22 khoản 2 như tôi vừa phân tích. Vậy thì thực tiễn truy cập mở và tài nguyên giáo dục mở tại Việt Nam như thế nào? Thì chúng tôi có khảo sát 5 cái tạp chí về chuyên ngành luật. 5 cái tạp chí về chuyên ngành luật. Cái tạp chí thứ nhất đó là tạp chí của luật học của Đại học Luật Hà Nội. Thì cái tạp chí này thì họ có cho phép là truy cập các nội dung của các bài báo. Tạp chí thứ hai là tạp chí khoa học pháp lý của Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Thì bản mềm của cái tạp chí, nội dung của các bài báo trên cái tạp chí này thì người ta cũng cho phép truy cập. Nhưng mà cái bản mới nhất mà có thể chúng ta truy cập được để xem là đó là vào tháng 6 năm 2017. Cái tạp chí thứ ba đó là tạp chí Nhà nước và Pháp luật của Viện Nghiên cứu Lập pháp. À xin lỗi ạ, của Viện Nhà nước và Pháp luật. Thì họ chỉ cho phép chúng ta truy cập mục lục của các cái bài báo ạ. Tạp chí tiếp theo đó là tạp chí Nghiên cứu Lập pháp và tạp chí Dân chủ Pháp luật thì chúng tôi không thấy thông tin và cũng không truy cập được. Vậy thì trước một số những cái rào cản từ phía pháp luật, từ phía những cái quy định của pháp luật như vậy, nó đã làm ảnh hưởng đến cái việc truy cập tài nguyên giáo dục mở của các cá nhân, rồi cả cái việc phân phối, cái việc mà chia sẻ tri thức của những cái cơ quan ví dụ như là thư viện, thì chúng ta sẽ phải làm gì? Và chúng tôi đưa ra một số các cái giải pháp cấp phép tài nguyên giáo dục mở như sau. Trước khi mà đưa vào giải pháp thì chúng tôi lại khảo sát một số công ước quốc tế. Thì các cái công ước quốc tế thì như tôi đã đề cập ở ban đầu đó là công ước Bơn về bảo hộ các tác phẩm văn học nghệ thuật. Thì cái công ước Bơn này ra đời từ năm 1886. Thì cái công ước Bơn này không bảo hộ các cái tác phẩm văn học nghệ thuật trong môi trường kỹ thuật số. Bởi vì ra đời từ năm 1886. Cái thứ hai là để khắc phục gọi là những cái bất cập của cái công ước Bơn là chưa bảo hộ các tác phẩm ở trong môi trường kỹ thuật số. Thì năm 1996 thì WIPO đã ban hành hai cái hiệp ước. Cái hiệp ước thứ nhất đó là hiệp ước của WIPO về quyền tác giả. Tên tiếng Anh là WIPO Copyright Treaty, viết tắt là WCT. Và cái hiệp ước thứ hai đó là hiệp ước về quyền liên quan, hiệp ước của WIPO về biểu diễn và bản ghi âm. Thì được viết tắt đó là WPPT. Tuy nhiên hai hiệp ước này Việt Nam chưa tham gia. Hai hiệp ước này là bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trong môi trường kỹ thuật số, nhưng Việt Nam lại chưa tham gia hai hiệp ước này. Vậy thì nhận định, chúng tôi đưa ra nhận định, các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tại thời điểm này, hiện tại vẫn chưa thể tương thích được với các quy định của pháp luật quốc tế. Bởi vì là chúng ta chưa tham gia hai cái hiệp ước, hai cái hiệp định đó là WCT và WPPP. Do đó là rất khó điều chỉnh trong cái việc bảo hộ quyền tác giả trong cái môi trường kỹ thuật số đối với các cái tài nguyên giáo dục mở. Vậy thì giải pháp là gì? Giải pháp mà chúng tôi đưa ra đó là vẫn có thể cấp phép sử dụng tài nguyên giáo dục mở theo quy định của WIPO. Quy định của WIPO năm 2016 thì có 6 cái dạng về Creative Commons, tức là các cái giấy phép.
Và sau cái giấy phép này thì đã được các cái bài trình bày trước đây đề cập tới, ví dụ như cái bài thuyết trình của tiến sĩ Tuấn Anh chẳng hạn. Thì sau đây tôi cũng không đề cập sâu hơn về 6 cái dạng giấy phép này. Vậy thì tôi sẽ phải đưa, chúng tôi đã đưa ra cái nguyên tắc để cấp phép cái tài nguyên giáo dục mở này. Tức là chủ sở hữu tác phẩm, ở đây chúng tôi không đề cập đến là tác giả. Chủ sở hữu tác phẩm vẫn có hai cái quyền trong quy định của luật sở hữu trí tuệ ở điều 19 khoản 3, đó là quyền công bố hoặc là cho phép người khác công bố tác phẩm. Và cái quyền thứ hai ở trong cái điều 20 khoản 1 điểm C, đó là quyền sao chép tác phẩm. Chủ sở hữu vẫn có hai cái quyền này, nó liên quan đến việc công bố và sao chép tác phẩm trên môi trường kỹ thuật số. Cái thứ hai, cái giải pháp này thì chúng tôi học tập kinh nghiệm từ Đại học Harvard, khoa khoa học nghệ thuật, khoa khoa học và nghệ thuật của Đại học Harvard từ năm 2008 đã có một cái quy định rằng là tất cả các cái tác phẩm khoa học mà được công bố ở trên cái tạp chí khoa học của khoa khoa học nghệ thuật đấy sẽ phải cho phép khoa tái công bố lại cái tác phẩm đấy trên cái, các cái ấn phẩm, các cái phương tiện thông tin đại chúng, trong đó có môi trường kỹ thuật số. Và có thể thấy rằng là cái quy định này thì chúng ta có thể quy định ngay trong cái quy chế gửi bài đăng tạp chí. Quy chế chữ gửi bài đăng tạp chí này và cái quy định mà có cho phép các cái nhà xuất bản của các cái tạp chí khoa học này, người ta tái công bố lại các cái tạp chí, các cái tác phẩm này thì nó không xâm phạm gì đến cái quy định của quyền tác giả hiện nay cả. Thì các nhà xuất bản có thể tham khảo cái quy định này để có thể tái công bố các cái tác phẩm đã được công bố ở cái ấn phẩm viết, và sau đó chúng ta sẽ số hóa ở trên môi trường kỹ thuật số. Tiếp theo, đó là có thể cấp phép gọi là miễn phí đấy, không hạn chế đối với các cái tài nguyên giáo dục mở, mà đó là các cái nghiên cứu cơ bản trong các cái lĩnh vực, tất cả các cái lĩnh vực từ tự nhiên, xã hội, khoa học, kỹ thuật. Bởi vì các nghiên cứu cơ bản là các cái nghiên cứu tìm ra các cái phát minh, phát hiện, và nó là những cái nghiên cứu mà tìm ra những cái lý thuyết, thì chúng ta có thể cho phép truy cập mở đối với những cái nguồn tài này, tài nguyên này. Tiếp theo, đó là có thể cấp phép không hạn chế đối với những cái nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Trong lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn thì các cái nghiên cứu ứng dụng là những cái nghiên cứu mà chưa có thể ghi trực tiếp vào đời sống xã hội cũng như là sản xuất kỹ thuật, nên là chúng ta có thể cho phép được truy cập mở đối với những cái nghiên cứu ứng dụng trong cái lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Tuy nhiên, đối với các nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, ví dụ như một sáng chế, có thể một người nông dân sáng chế ra một cái máy cày, thì cái sáng chế này có thể thương mại hóa được, tức là có thể bán được. Vậy thì để đảm bảo cái việc là chủ sở hữu của cái sáng chế này có thể khai thác được cái giá trị kinh tế từ cái tài sản trí tuệ của mình, thì nên cân nhắc đó là đưa ra các hạn chế cần thiết cho cái việc truy cập mở, hay là truy cập mở đối với cái tác phẩm khoa học, đó là các nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật hoặc là khoa học tự nhiên. Thực ra thì ở Mỹ, cái cơ quan sáng chế và nhãn hiệu của Mỹ là USPTO, người ta cũng đã gọi là cho phép truy cập mở đối với các cái bản mô tả sáng chế ở Hoa Kỳ. Cái điều này thì nó có những cái ưu điểm, đó là gì ạ? Nó sẽ kích thích được cái việc mà tránh các cái nghiên cứu trùng lặp với các nghiên cứu trước đây, rồi chia sẻ tri thức, người đọc, người có thể tiếp cận được cái bản mô tả sáng chế và biết sáng chế nó tạo ra như thế nào. Nhưng mà cái nhược điểm của cái việc tiếp cận cái bản mô tả sáng chế đó là gì ạ? Người ta có thể lấy cái bản mô tả sáng chế đấy và người ta tạo ra một cái sáng chế. Bởi vì là cái bản mô tả sáng chế là cái bản mà đề cập đến tất cả các lĩnh vực khoa học, lĩnh vực kỹ thuật của sáng chế mà một người có hiểu biết trung bình có thể làm ra được sáng chế đấy. Vậy thì đến một cái một nhóm các sinh viên của trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn vẫn
bạn có thể lấy một cái bản mô tả sáng chế, ví dụ như là một cái bản mô tả một cái sáng chế dưới dạng phương pháp, đó là phương pháp bảo quản cái vỏ quả vải thiều được tươi lâu như lúc mà mới cắt. Vì chúng ta biết rằng là cái quả vải thiều ấy, thì khi mới cắt thì cái vỏ nó rất là đẹp, rất là tươi. Nhưng mà sau khoảng một ngày thì nó bắt đầu nó khô dần, và cái giá trị kinh tế của cái quả vải mà sau một ngày hoặc là sau hai ngày sau khi cắt ấy, thì nó sẽ không được như cái giá trị kinh tế mà chúng ta sử dụng, chúng ta bán ngay từ cái lúc mà ngày đầu tiên chúng ta cắt cái quả vải thiều đấy. Thì đã có một cái sáng chế là người ta tìm ra là chúng ta có thể sử dụng cái sáng chế đấy để bảo quản cái vỏ quả vải nó được tươi lâu như lúc mới cắt, và cái thời gian bảo quản được lên tới một tháng. Thì cái việc khai thác này thì chúng ta cần hạn chế với việc truy cập mở. Thì sáu cái loại giấy phép mà chúng tôi đề cập đến cũng giống như là các diễn giả trước đây, thì có lẽ đó là một cái giải pháp để chúng ta có thể áp dụng được để khai thác cái tài nguyên giáo dục mở. Vậy thì sau đây thì chúng tôi sẽ lướt qua cái phần này và chúng tôi đi đến cái phần kết luận. Bài tham luận có đề xuất đến cái việc áp dụng bộ giấy phép quyền sử dụng tài nguyên giáo dục mở theo quy định của WIPO năm 2016. Tuy nhiên để xây dựng cái tài nguyên giáo dục mở thì có rất nhiều việc phải làm. Và cái việc đầu tiên đó là phải cần chuẩn bị cái cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, rồi khai thác quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số. Và cái việc thứ hai đó là việc điều chỉnh pháp luật. Chúng ta có quá nhiều rào cản pháp luật. Vậy thì chúng ta sẽ phải ban hành, theo chúng tôi thì chúng ta sẽ ban hành một cái nghị định. Một cái nghị định hướng dẫn luật sở hữu trí tuệ về việc khai thác tài nguyên giáo dục mở hoặc là truy cập mở. Và cái nghị định này phải phù hợp với các cái quy định của hiệp định WCT rồi WPPT. Cái thứ hai là phải chỉnh sửa cái điều 22 của nghị định 22 năm 2018 NDCP của chính phủ về cái hạn chế đối với thư viện. Và tất nhiên cái này cần một cái lộ trình dài hơi, nhưng chúng ta cũng không quá lâu bởi vì chúng ta đã gia nhập CPTPP rồi, và chúng ta có một cái lộ trình 3 năm để thực hiện các cam kết của CPTPP. Thì hy vọng trong thời gian tới, các nhà làm luật rồi những nhà tư vấn chính sách thì có thể đưa ra những cái quy định pháp luật nó phù hợp hơn để chúng ta có thể khai thác tài nguyên giáo dục mở, để có thể chia sẻ tri thức tới công chúng một cách rộng rãi nhất. Và sau đây thì tôi xin kết thúc cái bài trình bày của chúng tôi ở đây, và xin trân trọng cảm ơn quý vị.